thưa quý vị hôm nay minh hải miền đông tiếp tục đọc gửi đến quý vị một câu chuyện đầy cay đắng đã xảy ra trong gia đình và giờ đây tôi mong quý vị lắng nghe cũng như là bình luận chia sẻ về câu chuyện này xin chân thành cảm ơn mời quý vị cùng theo dõi sau 2 năm về nhà chồng Suốt ngày bị mẹ chồng chửi rủa Đánh đập Thì Hiền cũng có bầu Khiến bà Lê vui sướng lắm Nhưng sau đó Bà lại sốc ngất Thấy giải lụa trắng giữa nhà Từ ngày về làm dâu nhà giàu đến giờ Cuộc sống của Hiền Suốt ngày chìm trong nước mắt Những lời xỉ vả Chửi mắng thậm chí là đánh đập Không thương tiếc của người mẹ chồng ghê gớm bà Lê Mẹ chồng Hiền nổi tiếng là người ghê gớm Yêu tiền hơn người Ngày trước nếu như chồng Hiền không giả chết Đòi cưới Hiền Thì có lẽ còn lâu Mà bà mới để cô bước chân vào nhà bà Cưới Hiền là nỗi sỉ nhục lớn nhất của gia đình bà Chỉ vì có thông gia quê mùa Chân đất Mắt tuyết Mà bị bạn bè chê cười Dễ bịu các kiểu Ngậm đắng nuốt cay chấp nhận cách mẹ chồng cư xử tệ bạc với mình để nhà cửa yên ấm. Cứ xong hai tháng, chồng Hiền sang nước ngoài học thạc sĩ nên chỉ có cô và bà mẹ chồng ghê gớm ở nhà. Thế mà nhiều hôm, chồng gọi điện về hỏi mẹ có gây khó dễ gì không? Thì Hiền vẫn tươi cười nói không và ca ngợi mẹ chồng thương mình như con gái khác kiểu. Chồng đã một lần vì cô mà hỗn láo với mẹ rồi. Cô không muốn mẹ con anh bất hòa vì mình nữa. Nên nín nhịn là điều tốt nhất bây giờ. Hết hai năm, chồng về nước nên Hiền cũng đỡ bị mẹ chồng đai nghiến hơn chút vì có chồng bảo vệ. Nhưng cứ hễ chồng vắng nhà một cái là bà lại ngồi chửi, xì vả Hiền cả buổi không ngớt. Có hôm nhìn Hiền ngứa mắt, bà còn hất cả bát cơm chó thiêu mấy hôm rồi bắt con dâu ăn. Bảo ngữ nhà quê như cô chỉ xứng ăn đồ của chó thôi. Đấy tiếng lấy chồng vào nhà giàu sung sướng lắm, mà hiền chỉ biết khóc và trốn thoát nơi địa ngục trần gian này thì tốt biết mấy. Cô đã quá mệt mỏi và gần như không còn sức chịu đựng nữa, nhưng mẹ chồng mãi không hiểu mà ngày càng ghét cô hơn. Thế rồi, năm tháng sau, chồng về nước, Hiền có bầu. Hôm đấy, chồng đưa cô siêu âm luôn vì cái thai cũng được gần 3 tháng rồi, Hiền mới biết là mình mang bầu. Bác sĩ nói khả năng lớn là con trai Nên chồng Hiền vui sướng lắm Anh liền đưa vợ về nhà nghỉ ngơi Và bắt vợ không được làm việc nhà nữa Anh sẽ thuê ô xin về làm Gật đầu nghe lời chồng Hiền rớt nước mắt trước sự yêu thương chăm sóc của anh Có lẽ may mắn nhất trong đời cô Là lấy được người chồng tốt như anh nhưng cái tệ nhất đó là Hiền là con dâu của bà Lê Vợ có bầu Anh liền báo cho mẹ hay tin này Đang đi ăn cưới ở tỉnh Nghe con dâu báo mình có cháu nội Lại là cháu đích tôn nữa Nên bà Lê mừng lắm Về nhà luôn xem như thế nào Hớn hờ sách mấy hộp sữa bà bầu Bà vừa ghé qua cửa hàng Mua được về cho con dâu Vừa mở cửa bước vào nhà Bà Lê đã sững sờ đánh rơi đồ đạc khi thấy giải lụa trắng vắt giữa nhà và treo lơ lửng trên đó là hiền con dâu bà tự sát chuyện này thật là kinh khủng hoảng sợ rối bời bà lê kêu ầm lên thì hàng xóm chạy sang đưa hiền xuống may mà bà lê về kịp thời lúc hiền vừa treo cổ đưa con dâu vào viện bà lo lắng cho đứa cháu nội mà giận hiền vô cùng cái ngữ nhà quê ấy sao lại ngu dại đi tự tử khi nó vừa mang thai cục vàng của bà chứ ngồi ngoài chờ cấp cứu bà cứ lẩm bẩm trách con dâu không ra gì thì con trai tới anh cầm chặt tay mẹ hỏi tình hình vợ sao thì bà lắc đầu ngay lúc đó anh đã nói một câu khiến bà run sợ vô cùng vợ con tự tử là do mẹ nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì cả đời này con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ đâu mẹ nhớ đấy mẹ mẹ làm gì đâu chứ vừa về đến nhà mẹ đã thấy nó thắt cổ tự tử rồi mẹ đừng tưởng thời gian con không có ở nhà là con không biết gì nhé mẹ có biết những lời xì vả trời rủa của mẹ khiến vợ con suy sụp như thế nào không cô ấy cũng là con người là vợ con tại sao mẹ lại như thế tiền quyết định được tất cả đang tranh cãi với mẹ thì bác sĩ ra thông báo Hiền đã qua cơn nguy kịch rồi. Còn đứa bé vẫn rất khỏe, giờ chỉ cần nghỉ ngơi, dưỡng bệnh là được. Thở phào nhẹ nhõm trước tin đó, anh rớt nước mắt vì vợ con đã không ra đi, còn bà Lê thì chấp tay tạ trời Phật các kiểu. Giờ thì bà đã hối hận về những việc làm của mình với con dâu lắm rồi. Đúng là bà đã quá đáng thật, giờ tìm đâu ra đứa con dâu ngoan hiền cắn răng nhẫn nhịn bà mẹ chồng ghê gớm như bà chứ. Sau khi xuất viện, chồng của Hiền đưa cô ra một căn chung cư anh mới thuê ở không về nhà nữa. Hà bảo muốn vợ anh yên tâm dưỡng thai và không bị mẹ chồng gây áp lực tâm lý gì nữa. Nhìn vợ u buồn, chán nản đến mức tự tử mà Hà giận mẹ vô cùng anh sẽ để vợ ở đây một thời gian Đến khi nào mẹ đến xin lỗi và vợ chấp nhận tha thứ Thì anh mới để vợ về Cũng một phần tại anh Mà vợ mới nghĩ quẩn tự giải thoát cho mình đến như thế Đúng là phận làm dâu như cánh bèo trôi giạt Vào nơi nào, nhà nào, thương người còn sống tốt Chứ như nhà Hà thì chắc 10 cô con dâu thì 11 cô tìm đến cái chết để trốn thoát được bà mẹ chồng ghê gớm. Vâng, xin kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe câu chuyện thứ hai. Biết vợ vô sinh, chồng dục bổ sớm có bầu để đuổi vợ đi. Nào ngờ ngày ra tòa thấy xếp tổng đỡ vợ xuống xe rồi hôn say đắm. Ngày chi làm đồng ý kết hôn với Huy. Nhiều người chẳng dám tin nổi là một người tiểu thư như cô lại quyết định lấy một anh nhân viên quẹn với đồng lương ít ỏi vậy nhưng ở cái lý của chi thì chỉ có cô mới biết lý do vì sao không phải là cô không yêu huy chỉ là cô nghĩ thay vì chọn cho mình một chàng trai quá tài giỏi thì việc lấy một người bình dị có khi lại sống hạnh phúc hơn vậy nhưng cưới nhau về rồi thì chi mới hiểu ra là mình sai ngay từ đầu trước kia chưa lấy chi thì huy chẳng có gì nhưng từ khi được một tay vợ nâng đỡ anh lên chức phơi phới cũng vì thế mà từ một người chồng vì gia đình huy lại bắt đầu gái gú bên ngoài chồng người ta thì lén lút giấu vợ ngoại tình từng ngày còn chồng chi thì ngang nhiên công khai việc anh ta lăng nhăng bên ngoài chi nhiều lần dọa này nọ nhưng chỉ là phản tác dụng thế nhưng vì lấy nhau đã được gần một năm nhưng chi vẫn không muốn có thai sớm thì huy năm lần bảy lượt lấy cớ đó cứ đổ lỗi tại vợ không muốn đẻ nên cay cú nhiều lúc mẹo mỡ bên ngoài anh còn về đay nghiến vợ anh có còn là chồng của tôi không anh gái gú bên ngoài giờ về còn dám lên mặt với tôi sao chi chỉ tay vào mặt chồng hết ẩm lên nếu cô biết đẻ thì tôi đã không phải đi gái cái loại đàn bà mà không biết đẻ như cô thì chỉ có vút Chi thật sự không dám tin đây chính là người chồng Mà mình đã lựa chọn Bản thân cô biết rõ chồng mình Đang quan hệ với một người phụ nữ trẻ đẹp khác bên ngoài Và có ý định cưới cô ta làm vợ Chỉ là bây giờ anh ta chưa tìm được lý do để ly hôn với cô Thế rồi trong lúc đau khổ nhất trong hôn nhân Thì cô gặp lại mối tình đầu của mình Kiên trước đây là người yêu suốt 3 năm thời đại học của cô hai người chia tay sau khi kiên quyết định đi du học vì khi đi cả hai không có lời hứa hẹn nào nên sau khi kiên đi được một thời gian thì chi quyết định quên đi mối tình đầu và kết hôn với huy đó cũng là lý do vì sao cô lại muốn lấy một người chồng bình dị vì cô sợ sự xa cách vậy nhưng không ngờ cô lại gặp phải người chồng khốn nạn như huy sau khi gặp lại tình cũ của mình chi mới phát hiện kiên vẫn chưa có gia đình hay bạn gái gì cả và lâu nay anh vẫn còn tình yêu sâu nặng với cô thú thật khi nghe được điều đó chi hạnh phúc lắm vì từ trước đến giờ dù gì cô cũng yêu kiên nhất và anh chính là người đàn ông mà cô thấy hoàn hảo nhất nhưng có một điều không ngờ đối với cô đó là kiên sau khi về nước thì đã là tổng giám đốc công ty nơi chồng cô làm việc kể từ sau khi gặp lại tình cũ thì cả kiên và chi thường xuyên gặp nhau cô cũng mấy lần tâm sự với anh về cuộc hôn nhân của mình lúc ấy kiên có ý nói bóng gió rằng muốn cô ly hôn và anh sẽ sẵn sàng cưới cô nghe lời đề nghị đó chi cũng muốn đồng ý nhưng cô sợ mọi chuyện sẽ không được tốt đẹp như vậy hay đúng hơn có vẻ như cô vẫn muốn thay đổi người chồng mình thế nhưng trái với suy nghĩ của cô thì huy vẫn chẳng thay đổi thậm chí bây giờ anh ta ngang nhiên tung ảnh sống chung một nhà với cô bột trẻ măng của mình Thế rồi chi đã có một quyết định cuối cùng cho cuộc hôn nhân này Tối hôm đó cô cố tình gọi Huy về để nói chuyện Cô sắp xếp để một tờ giấy khám giả kết quả bệnh viện ghi rõ Cô bị vô sinh ở trên bàn để chồng mình trông thấy và chờ mọi thứ diễn ra Cô đứng nấp ở trong nhà bếp theo dõi thái độ của chồng mình khi đọc xong tờ kết quả vậy rồi chuyện gì đến cũng đến khi vừa đọc đến kết quả huy thay và đau khổ thì anh lại nhảy cẳng lên vì vui sướng vội vã rút điện thoại gọi điện cho cô bồ em à con vợ già của anh bị vô sinh rồi nhé em cứ chuẩn bị đi anh sẽ tiện nó đi và cưới em sớm thôi nghe được những lời đó từ chính miệng chồng mà chi vẫn rất bình tĩnh vì dù sao cô cũng đã chuẩn bị được diễn biến xảy ra như thế nào Vừa thấy Chi bước ra Huy đã nhanh nhậu hết toán lên như kiểu mình Chính anh là bị lừa Bây giờ thì đã rõ ràng rồi nhé Đúng cô là cao điếc rồi Nếu tôi không vô tình đọc được tờ giấy này Thì cô định giấu biệt tâm đúng không Dù gì thì anh cũng đã biết Bây giờ anh muốn như thế nào Còn thế nào nữa Cô không đẻ được thì tôi phải ra ngoài kiếm con nối dõi tổng đường. Cô hãy buông tha cho tôi đi. Thôi được rồi, đến tận bây giờ thì tôi chẳng còn tiếc cuộc hôn nhân này nữa tôi sẽ gặp anh tại tòa để hoàn tất các thủ tục vừa dứt câu xong huy đã hí hửng chạy đến ả bồ của mình ngay còn chi cô cũng có quyết định của mình cô quyết định lời cầu hôn của kiên mối tình giang dở bây giờ mới hoàn thành của cô và anh cô thật sự hạnh phúc vì kiên vẫn chấp nhận và yêu thương cô tha thiết nói về huy thì ngay từ lúc bắt đầu đến bây giờ anh ta cũng không hề biết đến sự tồn tại của mối tình đầu của vợ, lại chính là xếp tổng của mình. thế nên sau ôm bổ bước vào tòa án vì cho rằng mình sắp ném được cái cuộn nợ to đùng, thì huy ú ớ không nói được thành lời, chỉ biết là anh ta quỳ chụp xuống không dám tin vào mắt mình khi thấy xếp tổng của mình đang mở cửa chiếc xe tiền tỷ đỡ cô vợ xuống và cả hai ôm nhau hôn say đắm. Thấy bộ dạng đó của chồng cũ, chi chỉ biết cười khẩy và khoác tay Kiên dõng dạc bước đi, để lại anh ta lẩm bẩm cái mấy câu: "Tại sao? Tại sao lại có thể như thế?" trong tiếng chửi rủa của cô bỏ.